kênh này không nhận tiền quảng cáo, chỉ review xanh chín mà thôi. Muốn biết thêm điều gì thầm kín, hãy vào group kiếm admin. Chào các bạn, mình là Huy. Nay mình lại mua phím cơ mới, Monka 3075 Pro V2. Mời các bạn đập hộp và trải nghiệm cùng mình. Đầu video thì xin chia sẻ một chút tại sao mình lại mua chiếc bàn phím này. Trước đó nếu anh em theo dõi kênh của mình thì mình đang sử dụng chiếc Zen Donkey A3. Đây là một chiếc bàn phím layout 81 phím mà mình vẫn đang rất là ưng ý và đang sử dụng rất là thường xuyên. Thiết kế của nó đẹp các bạn, build mọi thứ đều rất là ok, kiểu nhìn mãi không chán. Bây giờ thì thấy anh em chuộng cái bản A3 RGB hơn đấy. Tiếp theo thì mình không biết đến Monka đâu, nhưng mà theo trend mình thấy anh em là khen con Monka 3067 rất là nhiều, nên là mình đã mua test thử các bạn. Đấy, mua con 3067 này về thì thấy đáng đồng tiền bát gạo thật. Đến bây giờ mình vẫn thấy nó đang cháy hàng liên tục. Con này thì cho trải nghiệm gõ này, âm thanh các thứ này, start mọi thứ đều rất là ok. Chính vì vậy mà mình cũng đã chế nó sang một chiếc bàn phím mà sử dụng case bằng Lego như này. Đến bây giờ thì trải nghiệm gõ vẫn rất là ngon, tiếng nghe vẫn rất là sôi động các bạn. Đó, lúc mình lên video về chiếc bàn phím này thì có anh em bảo là đang dùng A3 thì phải chuyển sang Monka 3075 Pro thì layout nó mới tương xứng. Lúc đấy thì mình mới biết là Monka nó có con 3075 này với cái layout khá là tương tự con Zen Donkey A3 các bạn. Thế nên là sai ở đâu sửa ở đấy. Mình đã mua thêm về đây để test thử xem là nó như thế nào các bạn nhé. Về cách đóng hộp thì chúng ta sẽ có hộp bằng các tông như này. À, chia sẻ qua một chút là quá trình mình mua và tìm hiểu về con phím này ấy, thì nó là 3075, nó có rất là nhiều phiên bản luôn. Nó có một cái phiên bản là 3075 Pro đời đầu này, xong rồi đến 3075 Pro V2 đấy. Thì đây là 3075 Pro V2. Thế nhưng mà trong bản thân mỗi cái phiên bản đấy nó lại có rất nhiều biến thể khác nhau, keycap khác nhau này, switch khác nhau này, rồi thì các cái lớp đệm lót của nó cũng khác nhau. Đấy, con của mình ở đây là con V2, thế nhưng mà V2 Pro, nhưng mà nó lại vẫn là đệm gọi là gì nhỉ, đệm xốp xốp với các bạn. Thế còn có con V2 Pro đắt hơn, đắt hơn trên khoảng 300.000 gì đấy, thì nó lại được cải tiến thêm một chút về switch này, cải tiến thêm một chút về các cái lớp đệm, thêm một vài cái lớp đệm khác đấy, tùy từng nhu cầu. Và khi mua thì các bạn cần hỏi lại shop, check cho kỹ xem là các bạn chọn cái phân loại đấy thì sẽ là hàng như thế nào. Đấy. Đây, đóng hộp thì chúng ta vẫn có cái hộp màu tím của Monka. Đó, mở hộp ra này. Phụ kiện cũng giống như con 3075 Pro. Các bạn sẽ có tool tháo switch, tháo keycap và tặng kèm một cái switch ở đây, đại diện cho cái switch trong phím này. Tiếp đến thì đây là một sợi cáp kết nối A2C màu trắng bọc dù. Một đầu thì có chống nhiễu các bạn nhé. Hoàn thiện thì ở mức thường thôi. Chủ yếu của chúng ta ở đây là bàn phím này. Sách hướng dẫn sử dụng anh em nên đọc qua để biết các thao tác cơ bản với một chiếc bàn phím mới. Monka này thì cũng giống như con 3067. Chúng ta cũng có một cái miếng để che bàn phím như này. Các bạn sẽ giữ lại đúng không ạ? Khi nào mà bàn phím lâu không dùng đến này, hoặc là môi trường bụi bặm, các bạn có thể đậy nó lên để tránh bụi bặm. Phiên bản mình chọn ở đây là phiên bản màu trắng. Bản thân mình thì không thích những cái bàn phím mà có case màu đen lắm, nên là thường mình sẽ ưu tiên chọn màu sáng. Đó, toàn bộ của nó bằng nhựa các bạn nhé. Và keycap thì toàn bộ là màu trắng. Mới trông thì có vẻ là hơi tối giản, hơi đơn điệu. Tại vì trước đó thì mình dùng con 3067, ngoài cái cảm giác gõ rất là ưng ra thì led của nó rất là sáng. Con 3067 là cái con bàn phím mà trước đây mình không có dự định mua keycap các thứ đâu, nhưng mà khi mà tiếp xúc với led của con 3067 nó làm mình kiểu thôi thúc cái ý tưởng là cần thay một cái switch nào đấy mà nó có thể tán led tốt hơn, cần thay một cái switch nào đấy mà cần thay một cái keycap nào đấy mà nó lên đèn đẹp hơn các bạn. Thì qua tìm hiểu thì con 3075 Pro này nó cũng có đèn led rất là sáng đấy. Con này thì nó là gasket mouse, nó không có ốc, nó sẽ sử dụng ngàm trên dưới các bạn. Đến đây thì lại thấy là điểm cộng đúng không ạ? Con phím đầu tiên xịn xịn mình mua là Zen Donkey A3 với cả Zen Donkey A3 RGB thì lại là một con phím mà khá là ngon. Đấy, nó cũng là gasket mouse và top cây với bottom cây thì nó sẽ kết nối với nhau bằng ốc như này, ốc lục giác này. Và chân ốc thì là được chân ốc kim loại. Đấy, anh em nào mà thích vọc vạch tháo ra tháo vào nhiều đúng không ạ? Mình vẫn thấy là trên các hội nhóm phím cơ anh em vẫn recommend là mua con A3 này có thể sử dụng luôn. Hoặc là thích build này build kia thì các bạn cũng có thể là bắt đầu bằng kit của A3 vì mọi thứ của nó đều rất là ok. Đấy,
Đến đây thì mình sẽ thử thêm con phím này, cũng đang hot trend, được khen khá nhiều. Con này thì khác với con A3 là nó không có núm, nó có một cái màn hình ở đây. Và đọc qua thì chức năng của nó khá là vui vẻ đấy, nó có thể add được cái ảnh động. Lát mình sẽ add một vài cái ảnh vui vẻ vào xem thử. Đó, xem nào. Mặt sau này các bạn sẽ có các cái nút công tắc này, chuyển qua lại giữa các chế độ kết nối này, chuyển qua lại giữa layout Mac và Win đấy. Monka này hỗ trợ cả Win cả Mac nhé. Còn Zendonki A3 với A3 RGB ấy là mình không thấy chuyển qua lại giữa Win và Mac được. Đó. Nó chỉ có hỗ trợ Win thôi. Tiếp đến này, khu vực chứa USB receiver. Còn Zendonki A3 của mình thì nó cũng không có chỗ chứa này đấy. Và đây là khu vực cổng Type-C này, nó sẽ nằm ở trong này. Như vậy là với thiết kế này thì cắm cổng Type-C, các bạn sẽ có thể DJ bên dưới bàn phím, có thể cắm thẳng này. Đó. Có thể đi sang trái hoặc đi sang phải thông qua cái khe này. Đây là một thiết kế mà khá là hay và thông minh. Thế tuy nhiên cái cổng C mà nó lại nằm tụt vào trong như này thì nó cũng sẽ có nhược điểm các bạn nhé. Anh em nào mà chơi những cái cáp mà đầu nó tròn tròn, to to hoặc dày dày thì có thể là cắm vào cái khu vực này nó sẽ hơi khó cắm, hoặc thậm chí là không cắm vừa. Ví dụ như mình đang có một cái sợi cáp ở đây. Đây là sợi C2C rất là bình thường. Đấy. Thì cái đầu của nó hơi dài một chút so với cáp zin này. Hơi to một chút so với cáp zin này. Đó. Thì cái trường hợp này cắm thẳng thì được đúng không ạ? Nhưng mà cắm để mà đi sang ngang thế này thì nó sẽ lại hơi bị cấn ở cái đầu này. Đấy. Đây là một điểm mà cắm vào đây thì nó rất là chắc chắn nếu như cắm thẳng. Thế nhưng mà cắm để DJ sang ngang thì lại là một cái điểm trừ nho nhỏ ở đấy. Đây là các cái chân này. Khá là chắc chắn. Chân to, chân nhỏ các bạn. Chân cao su này. Bên dưới này có một cái miếng giống như là mọi người hay gọi là tạ đúng không? Nhưng mà nó là nhựa các bạn. Nhựa giả thôi. Đó. Bây giờ thì mình sẽ kết nối để cao phím thử các bạn nhé. Ok, mình vừa dừng để đọc hướng dẫn sử dụng, tải app và vọc qua chiếc bàn phím này. Bây giờ thì mình sẽ show cho các bạn thấy. Trước tiên là về phần đèn LED các bạn nhé. Đây là môi trường ánh sáng trong phòng. Hiện tại trong phòng mình thì chỉ có một cái đèn tuýp thôi. Ánh sáng của nó cỡ này. Và cũng giống như con Monka 3067, con 3075 này nó cho cái trải nghiệm LED cực kỳ sáng luôn các bạn. Đều và mượt. Thì không biết là trong video thì nó có thể hiện được rõ giống như là mình trải nghiệm bên ngoài này hay không. Ở đây thì mình có thể điều khiển nó thông qua app các bạn. Điều khiển độ sáng này. Đó. Điều khiển độ sáng lên max này. Điều khiển tốc độ này. Con này thì có một cái điểm là con 3067. Cái tốc độ LED có 15 mức khác nhau. Độ sáng cũng có 15 mức khác nhau khi mà cắm vào app. Thế còn app của con 3075 này thì độ sáng và cái tốc độ khi mà cắm vào app nó chỉ có 5 mức thôi. Vô hình chung là con 3067 là một con mà nó sẽ cho cái điều chỉnh về độ sáng và cái tốc độ nó nhiều mức điều chỉnh và nó mượt hơn. Đấy. Con này thì cũng vẫn rất là sáng luôn các bạn. Bây giờ thì mình sẽ bật thử con 3067 lên. Phải chuyển nó sang mode kết nối Bluetooth các bạn. Đó. Đây. Đây là LED của hai đồng chí này. Đều rất là sáng. Trong video nhìn có vẻ nó sẽ hơi nháy nháy nhưng mà bên ngoài thì nó sáng đều và rất là mượt. Ok, đó là lợi thế về đèn LED. Tiếp đến chúng ta có một cái màn hình nho nhỏ ở đây các bạn. Mình sẽ tắt đèn LED đi để các bạn thấy rõ hơn về màn hình. Trên app các bạn cũng có một cái mục để có thể điều chỉnh màn hình này. Và cái đầu tiên chúng ta cần điều chỉnh đấy là đồng bộ thời gian. Nó sẽ có một mục này, Time Sync này. Đó. Các bạn đồng bộ xong thì nó sẽ ra đúng thời gian và ngày tháng. Ok, bây giờ thì mình sẽ tắt con 3075 đi đã. Đó, nhiều bàn phím quá, bật lên nó cứ kết nối lung tung hết cả. Ở cái màn hình này các bạn sẽ có thời gian, ngày tháng này, pin này, có hiển thị các chế độ kết nối này. Đó, bây giờ thì chúng ta có thể điều khiển màn hình thông qua các nút là FN, sang trái, sang phải và Enter. Đấy, FN này. Trong video thì có thể là nó sẽ bị hơi lóa, nhưng mà thực tế bên ngoài cái màn hình này rất là sắc nét. Các bạn có thể điều chỉnh các chế độ nháy, màu của đèn LED, độ sáng này, tốc độ nháy này, điều chỉnh volume của Windows các bạn.
điều chỉnh qua lại ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Trung của cái màn hình này. Đó, trong video thì nhìn cái khu vực này nó sẽ không quay được chi tiết tại vì cái cam của mình nó khá là kém. Và đây là một cái ảnh động. Thì cái ảnh động này ở trên app chúng ta có thể áp những cái ảnh động vào vui vẻ đúng không ạ? Đây, mình đang chọn sẵn một cái rồi. Mình sẽ upload sang keyboard. Đó, tốc độ của nó thì tương đối. Và theo mình biết thì upload xong nó sẽ cứ lưu ở đây. Các bạn kết nối dù bằng mốt nào đi chăng nữa, rút ra kết nối với máy khác thì cái ảnh động nó vẫn sẽ được lưu ở đây. Đó. Mượt phết các bạn ạ. Áp những cái hình nhỏ nhỏ vui vẻ này. Đó, quay video thì nó sẽ không thể hiện được đúng 100%. Đấy, ok. Chúng ta sẽ cùng cào phím thử một lát các bạn nhé. Mình sẽ cho chân lên này. Đập hộp xong, sao test xong, vọc màn hình xong. Mời các bạn cùng mình bung nội thất để xem cấu tạo của chiếc bàn phím này nó như thế nào các bạn nhé. Trước tiên chúng ta sẽ đi qua về phần keycap và phần switch. Thì chiếc bàn phím này nó có rất là nhiều biến thể. Khi mua thì các bạn có thể lựa chọn được cái loại keycap đúng không ạ? Màu sắc này, rồi thì profile keycap này, switch cũng tương tự như vậy. Thì chiếc mình có đây, mình chọn phiên bản Red Switch. Nó là switch của Monka và đây các bạn thấy chữ Monka luôn này. Đó, để xem nó lúc liền thì chưa. Hôm trước mình mua một cái tool tháo switch nhưng mà về dùng thực tế thì thấy có vẻ như là dùng nhíp như này tháo nó sẽ tiện hơn. Đây là switch Red Switch của Monka. Chúng ta sẽ có một cái lò xo ngắn như này. Tiếp đến để xem nào. Cái phần stem của nó nhìn rất là khô ráo luôn các bạn. Sờ thì thấy hơi trơn trơn. Nhưng mà rất khô ở đây thì khả năng là chưa được lúp. Hoặc là pre-lúp rất mỏng nhưng mà mình thấy giống là chưa lúp hơn các bạn. Đấy. Thì anh em nào mà có thời gian muốn vọc vạch thì các bạn có thể lúp. Hôm trước mình cũng mua đồ về mỡ này, chổi này, lúp kia nhưng mà cũng chưa có nhiều kinh nghiệm lắm. Và rất là lâu các bạn, lúp. Keycap của nó thì là keycap ABS Double Shot. Thì màu sắc thì tùy từng phiên bản. Các bạn có thể lựa chọn được cái màu sắc keycap khác nhau. Ở đây thì mình đang thấy có flex cut này. Giữa các hàng ngang của phím này. Có flex cut này. Đó. Điều này thì sẽ giúp cho âm của các cái hàng phím nó sẽ đều nhau hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bung thử nội thất các bạn nhé. Chiếc bàn phím này thì nó là gasket mouse và top cây với bottom cây thì chúng ta sẽ không có ốc. Các bạn sẽ có ngàm, mình sẽ sử dụng một cái tool mở bàn phím mua trên Shopee này. Chúng ta sẽ cùng mở chiếc bàn phím này. Với những chiếc bàn phím mà dùng ngàm như này thì anh em hạn chế mở ra đóng vào. Nhiều lần thì nó sẽ làm mòn các cái ngàm và lâu dần thì nó sẽ ọp ẹp. Đấy, đến đây thì mình lại phải nhắc lại con Zemdon Gear 3. Cái hồi mình mua con đấy là gần như con đầu tiên. Mình cứ tưởng là tầm 1 triệu thì ông nào chắc cũng phải ốc. Ốc này ốc kia, hóa ra lại 1 triệu như con A3 lại có ốc là số ít. Thực ra con A3 thì mua chỉ tầm độ 800k các bạn. Đấy, anh em nào mà tháo ra tháo vào nhiều và thích dạng bàn phím mà
gọi là ít kêu, silent, thì các bạn có thể tham khảo con A3. Con A3 thì mình thấy là mình thay các cái switch khác sang rồi thì bỏ bớt đệm silicon đáy ra thì cái tiếng của nó thay switch tác tai sang tiếng của nó nghe vẫn không hay. Kiểu như cái kit đấy nó phù hợp để sử dụng switch live ear hơn, hoặc là có thể là trình độ của mình chưa tới. Nhưng mà mình thấy là con A3 thì với mình là phù hợp với các switch dạng silent hơn. Đấy. Thế còn Monka này thì con 3067 này nó lại rất hợp với switch tác tai, nghe rất là hay. Bây giờ vẫn rất là ấn tượng. C-Sound Switch của con 3067. Con này từ hồi mà mình biết nó hỗ trợ app ấy, mặc dù là bàn phím 31 nhưng mà mình toàn là cắm dây các bạn. Vọc app nó nhiều cái nó khá là hay, như là gắn chức năng cho phím này. Ok, ở đây thì mình đã có một cái socket kết nối này. Bên dưới này các bạn sẽ có một cái lớp đệm mút đúng không ạ? Cái này mọi người hay gọi tên chuyên ngành của nó là gì, nhưng mà mình thấy nó là một cái lớp mút mỏng mỏng. Tiếp đến thì đây là khu vực đo tờ board này. Một cái cáp kết nối lên phía trên này. Đây là viên pin của chúng ta. Viên pin 4000mAh các bạn nhé. Đó. Nó được gắn bằng băng dính xốp vào đây. Khá là chắc. Đây là một viên 500 nho nhỏ để hút cái receiver. Còn đây là chiếc bàn phím của chúng ta. Cái bàn phím này LED rất đẹp nên là mình sẽ thử thay sang một con switch khác, và mình sẽ thử thay sang một bộ keycap slide pin này xem là đèn nó lên như thế nào các bạn nhé. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ xem thử các thành phần khác này. Đây là khu vực cap của màn hình các bạn. Cái màn hình này thì trên app nó ghi là màn hình TFT. Đó là một dạng màn hình LCD. Chúng ta sẽ rút cái cáp ra này. Đấy, và đây là cái phiên bản của mình có. Đây là phiên bản áp mã các kiểu là còn hơn 900k. Thì nó sẽ có cái gọi là tape mode. Đấy, còn có những phiên bản biến thể khác thì cái cấu hình nó sẽ khác đi các bạn. Nhưng mà giá của nó cũng sẽ chênh lên. Ở hai góc này các bạn sẽ có hai con ốc. Các bạn cần tháo ra này, tháo cáp màn hình thì mới có thể nhấc được khu vực PCB lên. Nhưng mà bên dưới này thì chúng ta có những gì? Đó, bỏ con ốc ra. Nhấc PCB lên. Các chân gát kép mau này. Mỗi trên này là có 5 này. Là 10 chân này. Cộng với 2 chân ở hai đầu này nữa. À, bên này chỉ có 1 này. Còn bên này thì có 2 này. Đó. Như vậy là các bạn sẽ có 10 mấy cái chân gát kép mau. Chúng ta sẽ nhấc khu vực PCB lên. Xem này. Mắc cái gì ở đây? Ok. Đây là top case và màn hình cáp của nó đây. Màn hình này thì chúng ta sẽ thấy ở đây có hai cái dây nhỏ nhỏ này, chính là dây của đèn LED màn hình. Đèn màn hình thì đây là màn hình dạng giống như LCD vậy, chứ không phải là màn hình OLED. Đó. Màn hình OLED thì các bạn sẽ không thấy hai cái cực riêng kia. Còn đây là khu vực bàn phím này, chân gát kép mau này, pallet PC này. Tiếp đến thì xem thử các cái start. Đây cũng là một cái yếu tố mà rất là nhiều anh em quan tâm. Start của Monka thì con 3067 mình thấy nó làm rất là ok. Start stop nó đã chắc chắn không có hiện tượng bị lặp sập. Các bạn không cần thiết phải can thiệp với newbie, các bạn có thể dùng ngay. Và khả năng là con 3075 này nó cũng thế. Oh, switch nó dính luôn vào đây. Đây là cái start của nó này, của Space này. Chắc chắn và không có hiện tượng bị lọc sọc các bạn nhé. Các vị trí start này cũng như vậy. Đó. Tape mode, khu vực này là khu vực chip và Bluetooth này. Đây là chip chắc là điều khiển đèn LED với màn hình.
các chân socket. Xem cái chân hot swap của nó đấy. Để các bạn có thể tham khảo. Có vẻ như là của hãng luôn. Thấy có ký hiệu logo. Và đây là các đèn LED RGB. Đây là các foam. Chúng ta có những lớp foam gì? Có foam PCB này. Đó, dưới này thì chúng ta có hai lớp foam. Bây giờ thì mình sẽ thử thay sang một bộ switch khác. Đấy là switch tactile. Hôm trước mình có mua MMD Preset V2. Gõ thử xem trên bàn phím này nó có kêu hay không. Tiếp đến thì thay sang bộ keycap slide pin. Xem là lên đèn nó như nào các bạn nhé. Ok, đây là kit LED của nó này. Sáng rực rỡ luôn anh em ạ. Ok, như vậy là mình đã thay xong bộ switch sang switch tactile là MMD Preset V2 và sang một bộ keycap slide pin màu gradient như này. Trong video thì mình đang tắt bớt bóng đèn, chỉ có một bóng tuýp trong nhà thôi nên là nó sẽ hơi tối. Bây giờ thì mình sẽ lên đèn này. Speed này. Tôi sẽ chuyển effect đi. Lên đèn cực kỳ sáng luôn các bạn, ở bên ngoài. Nhìn đáng đồng tiền bát gạo luôn. Tăng độ sáng lên này. Đó. Keycap slide pin. Cái này thì mình bóc từ một cái bàn phím khác sang. Nó là con Simon M87 màu gradient. Ok, đây là một bàn phím mà mình rất là ưng về cái đèn LED. Có một cái màn hình vui vẻ ở đây. App của nó cũng khá là ngon. Nhiều chức năng vui vẻ. Bên cạnh đấy thì đây là Monka 3067. Cũng có LED rất là đẹp. Nó 067 này gõ tiếng nghe rất là vui tai luôn. Ok, mình sẽ để link 3075 Pro V2 này, 3067 này, Zendon Kia 3 là những chiếc bàn phím mà mình rất là ưng ý. Mỗi chiếc thì có những cái điểm hay riêng ở bên dưới để cho các bạn tham khảo và săn sale. Anh em nào quan tâm thì có thể săn sale áp mã các kiểu. Đây đều là các cái bàn phím mà mình mua theo trend. Thấy anh em review con nào ngon, con nào hot thì mình mua theo về để nghịch. Mời các bạn cùng tham gia vào các group mình để link ở bên dưới như là Cuồng Tai Nghe True Wireless, Nghẹo Công Nghệ, nơi chúng ta cùng thảo luận, hỗ trợ nhau trong quá trình sử dụng và cùng nhau săn sale các sản phẩm công nghệ với mức giá tốt nhất.